thống Ukraine, ông Zhenny Nikiforov, sáng sớm nay ngày 15 tháng 9 cho biết, xe của ông Volodymyr Zelensky có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông ở Kiev, nhưng nhà lãnh đạo này không bị thương. Theo hãng tin Reuters, ông Nikiforov không nói tai nạn xảy ra vào lúc nào, song cho biết xe của ông Zelensky va chạm với một xe tư nhân. Tổng thống đang được các bác sĩ kiểm tra, không có thương tổn nghiêm trọng nào được phát hiện. Ông Nikiforov cho biết vụ tai nạn sẽ được điều tra. Các nhân viên y tế tháp tùng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cấp cứu cho tài xế của chiếc xe tư nhân và đưa người này lên xe cứu thương. Vài phút sau, ông Nikiforov công bố thông tin về vụ đụng xe. Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã công bố đoạn video về bài phát biểu đêm của người đứng đầu đất nước. Hàng ngày, ông Zelensky đều có bài phát biểu ban đêm. Hôm qua, ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine vừa có chuyến thăm bất ngờ thành phố Izium, nơi các lực lượng Ukraine mới giành lại được quyền kiểm soát từ tay Nga.